Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hà Nam có 102 dự án đăng ký đi vào hoạt động. Nam Định phê duyệt 1,3 tỷ, hỗ trợ 5 chương trình dự án khuyến công. Mô hình trồng rau muống thủy canh cho lợi nhuận 1,5 tỷ đồng một năm tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Lan tỏa các hoạt động nhân đạo tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Năm 2018, Hà Nam có 102 dự án đăng ký đi vào hoạt động. Trong đó có 25 dự án vốn đầu tư nước ngoài FDI và 77 dự án trong nước. Các doanh nghiệp đăng ký đi vào hoạt động trong năm 2018 tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Riêng các khu công nghiệp có 28 doanh nghiệp đăng ký đi vào sản xuất. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, về cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, tuân thủ mặt bằng, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt. Một số dự án phải kể đến như nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn CG Vina Agri, công ty trách nhiệm hữu hạn Sanji FNF. Bên cạnh các dự án đảm bảo đúng theo cam kết, vẫn còn một số dự án chậm đi vào hoạt động. Nguyên nhân được xác định là do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, chưa triển khai dự án, khó khăn về vốn, thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đi vào hoạt động theo đúng cam kết. Đồng thời đôn đốc chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm đảm bảo hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, tổng hợp, phân loại, đánh giá tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp, chủ trương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa phê duyệt 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ 5 chương trình dự án khuyến công đợt 3 năm 2018. Trong 5 chương trình dự án được tỉnh hỗ trợ kinh phí khuyến công, có 2 chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diện kỹ thuật, sản xuất, sản phẩm mới. 2 chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất và 1 chương trình hỗ trợ xây dựng gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong đó, sản phẩm dây cáp điện ngầm của công ty cổ phần Thắng Lợi được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa cao, đồng bộ từ nguyên liệu đầu vào đến các công đoạn kéo rút, ủ mềm, bện xoắn, bọc cách điện, vỏ bọc bảo vệ và kiểm tra tiết diện, độ bóng mềm của dây và đặc biệt là kiểm tra, thử nghiệm chặt chẽ, khoa học theo quy trình công nghệ tiên tiến. Dự án đảm bảo công suất đạt 480 tấn dây cáp điện ngầm một năm. Tổng doanh thu dự kiến đạt gần 1 tỷ đồng một năm. Thời gian thu hồi vốn dự kiến trên 3 năm. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 400 triệu đồng để công ty triển khai đề án với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng. Năm 2015, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục nâng cao đời sống người dân, chính quyền xã đã xác định việc duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nếu như trước đây lúa là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của xã, thì đến nay diện tích này đã được chuyển đổi sang mô hình lúa cá với diện tích 105 hectare cho giá trị 100 triệu đồng một hectare một năm. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã cũng có nhiều chủ trương giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển mô hình chăn nuôi gia trại theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp. Trong đó có 20 hectare cây đinh lăng, một số diện tích được các hộ cải tạo trồng cây ăn quả có giá trị cao như cam, bưởi diễn, bưởi da xanh, táo, ổi. Trên địa bàn xã có hàng chục mô hình chăn nuôi theo quy mô lớn như gà đẻ trứng, cá, lợn siêu nạc, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 100 triệu đồng một năm trở lên, cá biệt có gia trại thu nhập đạt từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã là 32,5 triệu đồng, tỷ lệ nghèo giảm còn 2,66% theo tiêu chí đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có mô hình trồng rau muống thủy canh của Hợp tác xã Rau Sạch Hoàng Sa do anh Trần Văn Hiền khởi dựng. Mặc dù mới đi vào khai thác 5 tháng nhưng đã khẳng định được hiệu quả và phương thức đầu tư nông nghiệp đúng hướng của Hợp tác xã. Trên diện tích 5 hectare đất thuê của bà con, anh đầu tư 8,5 tỷ đồng để cải tạo 2 hectare làm mái tre, lót bạt chứa nước thả rau muống theo phương pháp thủy canh. 3 hectare trồng rau làm phôi nguyên liệu. Quy trình trồng rau muống thủy canh là cấy rau trên đất ruộng, sau 40 ngày rau già cận thì cắt và cho vào ủ sơ. Sau 5 ngày sơ rụng hết lá thì cho ra thả trên diện tích nhà mái lót bạt. Giữ mức nước từ 40 đến 45 cm.
từ lúc thả đến khi thu hoạch, lần đầu chỉ từ 18 đến 21 ngày, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện sản lượng rau của hợp tác xã cho thu hoạch từ 1,2 đến 1,5 tấn một ngày. Toàn bộ số rau thu hoạch đều được các đơn vị cung ứng thực phẩm sạch hợp đồng thu mua hàng ngày để cung cấp cho các nhà trẻ và trường học ở thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và một số siêu thị. Sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và hiện nay sản lượng cung ứng của hợp tác xã không đáp ứng đủ nhu cầu đặt hàng. Đối với anh Hiển thì tôi cho là một người nông dân rất là dám nghĩ dám làm đấy. Một cái vùng đất khó khăn như thế này mà anh dám về đầu tư cái trồng rau muống thủy canh trên đất của gia Bình là một người đi đầu trong lĩnh vực này. Thì bước đầu chúng tôi đánh giá là rất có hiệu quả. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ trồng rau an toàn, mới đây, hợp tác xã đã thuê thêm 5 hectare đất liền kề vùng sản xuất hiện nay để mở rộng quy mô sản xuất lên 10 hectare. Dự kiến hợp tác xã sẽ dành 5 hectare đất mới thuê để xây dựng khu sản xuất rau công nghệ cao chuyên xuất khẩu phục vụ thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự kiến đầu năm 2019, hợp tác xã sẽ bắt đầu triển khai với kinh phí khoảng 24 tỷ đồng. Hiện hợp tác xã đã ký kết được với đối tác góp vốn đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Trong kế hoạch tới đây là nhà mình sẽ tiến hành vừa rồi là mình làm 5 hectare. Đi giờ tiếp tục đã mở thêm 5 hectare nữa là 10 để xây dựng cái mô hình là rau sạch rau an toàn. Thì trong mô hình 5 hectare tới đây là nhà mình sử dụng nhà kính hay gọi là nhà khum, nhà lưới khum để phục vụ sản xuất các loại rau theo các chủng loại để phục vụ thị trường. Và rất may là nhà mình vừa rồi là đã được bên Nhật Bản, công ty AMCBG của Nhật đã ký hợp tác là tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã mình. Sớm khẳng định được thương hiệu rau an toàn, mới đây, chương trình khảo sát sản phẩm thương hiệu chất lượng cao năm 2018 do Viện Chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn VNPACO Media tổ chức đã tặng danh hiệu huy chương vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao cho sản phẩm rau muống của hợp tác xã Rau Sạch Hoàng Gia. Không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 25 lao động địa phương, đây còn là mô hình sản xuất theo quy mô hiện đại được nhiều người dân địa phương và các vùng lân cận đến học tập. Vụ đông xuân năm 2018-2019 có thể thiếu hụt nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã xây dựng phương án phòng chống hạn đặc biệt nghiêm trọng để ứng phó. Đối với khu vực lấy nước từ hệ thống Bắc Hưng Hải, phải tận dụng tối đa thời gian lấy nước ngược. Các địa phương vùng hạ lưu triển khai nạo vét khẩn cấp các tuyến kênh, chủ động dẫn nước, bố trí lắp đặt một số điểm bơm xã chiến, bơm cấp nguồn ngoài bãi sông, nhất là ở khu vực miền núi của thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn. Tùy vào từng điều kiện cụ thể, lắp đặt bơm điện ở vị trí gần đường điện, những nơi xa đường điện sử dụng bơm dầu. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tính toán những vùng tưới tiêu dư công suất để tháo và vận chuyển máy bơm tới khu vực cần thiết, dự trù kinh phí phòng chống hạn đặc biệt nghiêm trọng khoảng 247 tỷ đồng. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải tỉnh Thái Bình là khu rừng đặc dụng nằm trên ba xã ven biển Nam Hưng, Nam Phú và Nam Thịnh. Đây là một trong những vùng lõi quan trọng thuộc khu dự trữ sinh quyển Châu Thổ Sông Hồng và là một khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Vì vậy, công tác bảo tồn khu vực này được huyện Tiền Hải thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngầm nước Tiền Hải có khoảng 9.000 ha thuộc khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, 3.500 ha phục hồi sinh thái và khoảng 1.700 ha vùng đệm. Đây là nơi trú ngụ của hàng triệu loại động thực vật. Trong đó có nhiều loại quý hiếm có giá trị bảo tồn gen ghi trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra, với hệ sinh thái đặc trưng là rừng ngập mặn, rừng phi lao chắn cát trên cồn vành, hệ sinh thái thủy sinh và vùng cửa sông ven biển tạo lợi thế rất lớn cho phát triển kinh tế du lịch sinh thái ở huyện Tiền Hải. Do vậy, thời gian qua, huyện Tiền Hải và các xã trong khu bảo tồn phối hợp với ban quản lý khu bảo tồn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồng thời tổ chức quản lý bảo vệ rừng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động qua việc trồng rừng. Để phát triển bền vững khu bảo tồn, huyện Tiền Hải đang tiếp tục nghiên cứu đa dạng sinh kế cho cộng đồng dân cư quanh vùng đệm, tạo mối liên hệ giữa lực lượng bảo vệ rừng và người dân, qua đó phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất ngầm nước tại đây. Thưa quý vị và các bạn, luôn dành nhiều thời gian quan tâm dạy dỗ và gắn bó với học sinh khuyết tật. Các thầy cô giáo trường tiểu học Sa Tân, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình mong mỏi các em được hòa nhập với cộng đồng.
Trường tiểu học Gia Tân hiện có 22 lớp với 760 học sinh. Trước khi vào năm học, các thầy cô giáo đã tiến hành điều tra khảo sát số trẻ trong độ tuổi bị khuyết tật trên địa bàn và vận động gia đình cho trẻ đến trường học, hòa nhập. Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã vận động được 9 trẻ khuyết tật trong độ tuổi đến trường và được sắp xếp vào những lớp học phù hợp với sự chỉ bảo của các thầy cô giáo có chuyên môn vững vàng. Đã có 12 thầy cô giáo được tham gia chương trình tập huấn về công tác giáo dục và dạy trẻ khuyết tật hòa nhập. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô giáo trường tiểu học Gia Tân luôn nỗ lực bồi dưỡng chuyên môn, dành nhiều thời gian giúp học sinh khuyết tật tiến bộ. Cùng với đó, tiếp tục huy động sự phối hợp của cha mẹ và cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều trẻ khuyết tật được đến trường và được hòa nhập với bạn bè. Hiến máu nhân đạo là hành động đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo được nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị, trường học. 14 năm qua, Đại học Sao Đỏ thành phố Hải Dương là một trong những đơn vị duy trì và tổ chức tốt các đợt hiến máu tình nguyện. Phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai tại trường Đại học Sao Đỏ từ năm 2004 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của thầy trò toàn trường. Đến nay đã có hơn 1.500 lượt cán bộ giảng viên, sinh viên tình nguyện hiến máu và đã thu nhận được hàng nghìn đơn vị máu kịp thời cung cấp cho các cơ sở y tế cứu chữa bệnh nhân. Phong trào hiến máu nhân đạo của cán bộ, công nhân viên, giảng viên, sinh viên trường Đại học Sao Đỏ đã được nhân rộng hàng năm. Nhà trường đều tổ chức phong trào hiến máu nhân đạo và phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Hải Dương tổ chức. Trung bình mỗi năm nhà trường có từ 1.500 đến 2.000 học sinh, sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện và thu được từ 500 đến 700 đơn vị máu. Và cái phong trào hiến máu nhân đạo là sẽ được triển khai sâu rộng trong những năm tiếp theo. Từ kết quả trong thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ là một phong trào mà đã trở thành nét đẹp văn hóa của thầy và trò trường Đại học Sao Đỏ. Thông qua hoạt động này, các tình nguyện viên không chỉ góp nguồn máu để cứu chữa người bệnh mà còn hiểu đúng hơn về ý nghĩa to lớn của việc hiến máu tình nguyện. Nhiều năm qua, các phong trào hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Bình được ví như nhịp cầu nối những bờ vui, góp phần đem lại nguồn sinh kế, niềm tin, nghị lực, sự hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu cá nhân, gia đình. Tại huyện Quỳnh Phụ, hoạt động nhân đạo từ thiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, qua đó mang đến việc làm những ý nghĩa nhân văn vì cuộc sống cộng đồng. Thực hiện phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ 16 xã trên địa bàn huyện nhận bảo trợ cho 22 địa chỉ đỏ hàng tháng từ 10 đến 15 kg gạo. Hội Chữ Thập Đỏ huyện bảo trợ 41 địa chỉ đến khi gia đình hết khó khăn. Hội còn trích quỹ nhân đạo hỗ trợ kinh phí cho 298 hộ nghèo sử dụng nước máy. Đồng thời chủ động, tích cực làm tốt công tác đối ngoại kết nối để thu hút các dự án nhân đạo quốc tế. Trong đó, dự án Habitat đã cho vay vốn xây dựng 8 nhà mới, sửa chữa 15 nhà, làm 25 công trình vệ sinh nước sạch cho các hộ dân. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo năm 2018 của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quỳnh Phụ đạt trên 6,4 tỷ đồng. Hội Chữ Thập Đỏ chúng tôi sẽ tập trung kêu gọi cái nguồn lực để chuẩn bị cho cái chương trình Tết của người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của năm 2019 sắp tới. Và theo dự kiến thì chúng tôi phải huy động từ 3.000 đến 4.000 xuất quà và tính trung bình là trị giá mỗi xuất khoảng độ 300.000 đồng trên một xuất quà. Tiếp tục xây dựng những cái kế hoạch cứu trợ đột xuất cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện. Những hoạt động phong trào từ thiện nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quỳnh Phụ đã làm vơi đi khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam khánh thành và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội. Trung úy Nguyễn Trung Thành, nhân viên Ban Hậu cần Kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đồng chí Thành, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Nhân đã vận động quyên góp từ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện và Hội đồng hương huyện Lý Nhân tại Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội với số tiền 70 triệu đồng. Sau gần 3 tháng thi công, căn nhà mới kiên cố diện tích 100m² đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đây là việc làm thiết thực ý nghĩa của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Nhân, giúp những sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, gần 10 năm trôi qua, quan họ Bắc Ninh không chỉ được gìn giữ, bảo tồn mà ngày càng thêm phát triển, lan tỏa ăn sâu bám chắc và trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng của người dân vùng Kinh Bắc. Ngoài chú trọng tuyên truyền quảng bá, duy trì sinh hoạt thường xuyên các câu lạc bộ quan họ, Bắc Ninh cũng dành nhiều sự quan tâm đầu tư tu bổ xây dựng thiết chế văn hóa, trong đó công trình trọng điểm là nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 90 tỷ đồng, diện tích 1,9 ha, quy mô 4 tầng, sức chứa gần 400 khán giả. Với thiết kế kiến trúc độc đáo, cách điệu theo hình tượng mái đình, thuyền rồng, dải lụa đào và nón quay thao mang đậm nét văn hóa vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc. Công trình được hoàn thành không chỉ là nơi gìn giữ và bảo tồn dân ca quan họ, là điểm hẹn du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, mà còn tạo động lực, điều kiện tốt nhất cho mỗi nghệ sĩ tỉnh nhà không ngừng nỗ lực sáng tạo cống hiến cho nghệ thuật. Trước đây trong cái điều kiện cơ sở vật chất chưa được như bây giờ, thì người nghệ sĩ cũng đã cố gắng hết mình trong việc nỗ lực mà học tập rồi thì giới thiệu tuyên truyền quảng bá dân ca quan họ đến với cộng đồng. Thế đến bây giờ thì trong cái điều kiện mà được tỉnh quan tâm, được các cấp các ngành quan tâm, thì các nghệ sĩ diễn viên hiện nay có rất một cái tâm huyết và có một cái động lực rất là hăng say trong cái việc mà tiếp tục thực hiện những công tác bảo tồn cũng như là dàn dựng những cái chương trình tiết mục mới để nhằm tuyên truyền giới thiệu quảng bá tới đông đảo du khách gần xa. Thực hiện cam kết với UNESCO về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca quan họ, suốt thập kỷ qua, tỉnh Bắc Ninh đã phát động các cấp ngành và cộng đồng nhân dân các địa phương triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp nhằm bảo tồn dân ca quan họ. Trọng tâm là việc thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh và ca trù giai đoạn 2013-2020. Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh đi đầu cả nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách tôn vinh đãi ngộ đối với nghệ nhân di sản văn hóa. Trong đó, 71 nghệ nhân quan họ được hưởng chế độ theo nghị quyết số 231 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm tham gia bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí, hưởng trợ cấp hàng tháng bằng một lần mức lương cơ sở. Đây là niềm tin để những nghệ nhân tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết, cống hiến, tài năng để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Thời gian qua, Công ty Điện lực Nam Định tập trung cao cho việc phát hiện xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và nâng cấp cải tạo hạ tầng lưới điện để giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn điện và sự cố lưới điện. Khi tiếp nhận lưới điện nông thôn, Điện lực tỉnh phát hiện có tới 255 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên toàn bộ lưới điện trung thế do đơn vị quản lý. Để hạn chế bất cập và tồn tại của lưới điện nằm trong và đi qua khu vực dân cư vi phạm hành lang an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Nam Định tiến hành cải tạo nâng cấp lưới điện, chuyển lưới điện trung thế từ cấp điện áp 6,1 kV lên 22 kV, xóa bỏ toàn bộ các trạm trung gian trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương giải quyết xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát trên 70.000 tờ rơi và 2.500 quyển cẩm nang về an toàn điện. Đến nay, Điện lực tỉnh đã giải quyết xử lý 251 trên 255 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện và từng bước nâng cao được nhận thức, ý thức sử dụng điện của nhân dân, hạn chế tình trạng vi phạm, tái vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Trước tình trạng có nhiều điểm tập kết rác thải gần khu dân cư, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cần sớm di chuyển các điểm tập kết rác thải này để tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới đời sống cũng như sức khỏe của người dân. Các điểm tập kết rác thải trên quốc lộ 39 qua các xã Trung Hưng, Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ tồn tại từ nhiều năm nay. Điều đáng nói, hầu hết đều nằm gần khu dân cư, không chỉ cản trở giao thông, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới đời sống cũng như sinh hoạt của người dân. Tại điểm tập kết rác thải của xã Trung Hưng, có hàng chục xe chở rác được tập kết tại đây, chủ yếu là rác thải sinh hoạt do để ứ đọng lâu ngày, không đủ xe chứa nên rác được đổ ra cả lề đường, gây mất an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.